Đấu phá thương khung phần 5 tập 103. Trước khi bắt đầu video, mình muốn thông báo thời gian tới, mình sẽ hoàn thiện bộ truyện Đấu phá thương khung trên kênh 10 phút review. Video sẽ được mình đăng vào lúc 18h30 hàng ngày. Các bạn nếu yêu thích giọng đọc của mình thì đừng quên nhấn đăng ký kênh để theo dõi nhé. Còn bây giờ thì bắt đầu vào video thôi. Ở cuối tập trước, Tiêu Vi vì để cứu Lâm Diễm mà vướng vào rắc rối không đáng có. Theo như lời đề xuất của Hoàng Tuyền tôn giả và sự đồng ý của tam đại tôn giả còn lại, hắn phải đấu một trận với Vương Trần. Nếu như thắng thì mọi chuyện coi như bỏ qua, còn nếu thua thì chắc là cái mạng nhỏ cũng chẳng còn. Đương nhiên lúc này Tiêu Vi đang trong lớp mặt nạ nên thân phận cũng chưa ai biết các bạn nha. Trận chiến chính thức bắt đầu, thân hình của Vương Trần liền khẽ động, hóa thành một đạo hắc ảnh, trùy thủ trong tay nhanh như chớp đâm thẳng vào hai nơi yếu hại cổ và chỗ trái tim từ phía sau của Tiêu Vi. Tốc độ của Vương Trần mặc dù nhanh, nhưng chủy thủ còn chưa kịp chạm đến thân thể của Tiêu Viêm thì thanh trường xích màu xanh biếc đã hiện ra ở phía sau, dễ dàng đỡ lấy công kích của chủy thủ. Một kích không có kết quả, sắc mặt của Vương Trần không hề có chút biến hóa, đấu khí màu đen nhiễm chút âm lạnh như độc xà quấn quanh chủy thủ, trực tiếp hóa thành hai cự mãng màu đen, nhanh như chớp vòng qua trường xích bằng năng lượng, mạnh mẽ bắn thẳng về phía đầu của Tiêu Viêm. Chỉ là con cự mãng màu đen vừa mới lao ra đã bị trọng xích của Tiêu Viêm chấn vỡ không còn chút mảnh giáp gì. Cũng chỉ như thế mà thôi, trọng xích hơi vác lên bờ vai, trên khuôn mặt của Tiêu Viêm có chút tươi cười. Cũng chỉ là làm nóng người mà thôi, đừng có mạnh miệng. Đầu lưỡi màu đỏ tươi khẽ liếm, đấu khí màu đen giống như mực tàu từ trong cơ thể bùng phát ra, giống như một cây cột bằng mực to lớn phóng lên cao. Độ mạnh của cổ đấu khí này trực tiếp vượt qua cường giả đấu hoàng bình thường. Cảm thụ được khí thế mạnh mẽ của Vương Trần, bên ngoài sân đấu liền truyền ra từng đạo kinh hô, bên trong những âm thanh này đều có một phần hâm mộ. Vương Trần bây giờ gần như đã bước một chân vào cấp bậc đấu tông, đạo ranh giới giữa đấu hoàng đến đấu tông đã bị hắn vượt qua một nửa còn lại cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Trong sân, ba người Phượng Thanh Nhi, Mộ Thanh Loan, Đường Ân trên khuôn mặt ngược lại lại không có chút cảm xúc kinh ngạc nào, bọn họ cũng đều ngâm qua thiên sơn huyết đàm, cũng đạt được lợi ích không nhỏ. Vương Trần kia có thể bước một chân vào đấu tông cũng không ngoài dự đoán. Chuẩn đấu tông sao? Ánh mắt nhìn Vương Trần với đấu khí mạnh mẽ giống như gió xoáy quanh người, Tiêu Viêm khẽ híp đôi mắt lại lẩm bẩm nói: "Bây giờ ngươi đã mất đi cơ hội hối hận cuối cùng." Khuôn mặt của Vương Trần bây giờ vô cùng dữ tợn, sau đó lại hét lớn: "Thật cốt viên chủy vũ." Giờ phút này, tốc độ của Vương Trần nhanh hơn rất nhiều so với lúc trước, trong chớp mắt đã hiện ra trước mặt Tiêu Viêm. Hai thanh chủy thủ trong tay hóa thành vô số tia sáng đen mà lao tới, ngay cả không gian cũng bị vẽ ra từng dấu vết đèn nhánh sắc nhọn. Coi bộ Tiêu Viêm đã hết đường lui. Lục hợp dù thương xích, Tiêu Viêm đột nhiên hô lớn, trọng xích trong tay lúc này cũng tùy tâm mà động, nhanh chóng mang theo từng bóng xích hình thành xích võng dày đặc, bao bọc toàn bộ quanh thân thể của hắn. Ánh sáng đen ùn ùn kéo đến đều bị chặn lại tại xích võng, thanh âm thanh thúy nhất thời vang lên, kéo dài không dứt. Nhìn màn giao thủ hoa cả mắt giữa sân đấu, xung quanh nhất thời vang lên từng tiếng xôn xao kinh hãi. Không ai lại nghĩ đến, trong giờ phút Vương Trần đem đấu khí trong cơ thể kéo đến đỉnh phong và Tiêu Viêm vẫn có thể chiến đấu như cũ mà không rơi vào thế hạ phong. Đến lúc này, dù là có người ngu ngốc đi chăng nữa cũng có thể nhìn ra, Tiêu Viêm chọn ghen chiến cũng không phải là cử chỉ lỗ mãng, mà thực sự có tư cách và thực lực địch lại đối phương. Trên chỗ ngồi, tươi cười trên khuôn mặt của Hoàng Tuyền tôn giả ngày càng ít, đến cuối cùng gần như hoàn toàn biến thành vẻ âm trầm. Trong cảm ứng của hắn, khí thế của Tiêu Viêm đang không ngừng tăng lên. Trong thời gian ngắn ngủi đã gần bằng Vương Trần, hơn nữa vẫn còn tiếp tục tăng. Trên khuôn mặt của đám người Phong tôn giả, Lô tôn giả, Kiếm tôn giả cũng dần dần hiện lên một chút kinh ngạc, đều có chút suy nghĩ. Người này đúng thật là che giấu thực lực thực sự. Nếu là cái dạng như vậy thì hình như không ổn, phải đổi ngược lại thành Vương Trần kia này sao? Vừa nghĩ đến đây, trên mặt của Phong tôn giả cùng Kiếm tôn giả cũng không khỏi hiện lên một nét cười rất nhỏ. Người này cư nhiên đạt đến cấp độ đấu tông. Ở trên sân, Lâm Diễm cũng trợn mắt há hốc mồm nhìn Tiêu Viêm. Năm đó, khi rời khỏi Gia Mã Đế quốc thì hắn nhớ rõ, thực lực của Tiêu Viêm chỉ mới đạt đến đấu vương đỉnh phong, nhưng hiện tại lại thoáng một cái đã trở thành đấu tông cường giả, tốc độ tu luyện như thế cũng quá là đáng sợ đi. Trở lại sàn đấu, Vương Trần lúc này đã không còn vẻ mặt nhàn nhã kiêu ngạo như trước nữa, trực tiếp lấy ra Hoàng Tuyển Hữu Thi Tí, đấu kỹ có uy lực rất mạnh của Hoàng Cát ra thi triển. Theo đó, cánh tay đen của hắn ầm ầm đánh ra, không gian cũng trực tiếp bị vỡ tung tóe, một quyền kinh thiên động địa mang theo một lực phá hoại kinh khủng hướng về Tiêu Viêm mà ấn tới. Đối diện với một đòn toàn lực kia, khóe miệng của Tiêu Viêm lạnh băng khẽ cong lên, một luồng lưu ly liên tâm hỏa lặng lẽ xuất hiện trên thân thước phát tán ra, trực tiếp lấy cứng đối cứng, rầm rầm rầm. Công kích và chạm, tiếng nổ như sấm rền, năng lượng dao động khổng lồ từ điểm tiếp xúc của hai người chia bão lóc quét ra xung quanh. Trong nháy mắt, vô số gỗ vụn màu bạc tung bay tứ tán, chiếm gần một nửa quảng trường. Gỗ vụn màu bạc như cơn lốc xoay tròn, hướng ánh mặt trời lên cao phóng đi, ngân quang chợt hiện lên cực kỳ huyền lệ. Cơn lốc gỗ vụn màu bạc vừa mới hình thành, một đạo thân ảnh mạnh mẽ từ trong đó bay vụt ra, thân thể mạnh mẽ dừng lại trên quảng trường, cuối cùng tạo ra một khe không gian liệt phùng dài gần trăm mét trên quảng trường. Toàn trường yên tĩnh không một tiếng động, vô số luồng ánh mắt như dại ra, nhìn thân ảnh đen kịch, cả người đều là vết thương nằm bò trên mặt đất kia. Vương Trần giãy giụa muốn bò lên, nhưng lại trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi đỏ sẫm. Vừa muốn thúc giục đấu khí, trong cơ thể hắn lại truyền đến từng đợt cảm giác nóng bỏng. Nhìn vào trong cơ thể, hắn thấy hỏa diễm xanh biếc đang điên cuồng phá hư mọi thứ bên trong cơ thể hắn. Đây là nhận thấy được luồng hỏa diễm xanh biếc này, đồng tử của Vương Trần nhất thời co rụt lại. Gần lóc vùng gỗ màu bạc chậm rãi tiêu tán, thân ảnh của Tiêu Viêm chậm rãi từ trong đó hiện lên. Hắn lạnh lùng liếc nhìn Vương Trần đang tức giận cách đó không xa, sau đó ngoảnh đầu nhìn vẻ mặt âm trầm đáng sợ của Hoàng Tuyền tôn giả. "Tốt, tốt, tiểu tử, ngươi thật đúng là làm cho bổn tôn ngoài ý muốn." Hoàng Tuyền tôn giả chậm rãi đứng dậy, thanh âm tựa như kiệt lực áp chế sát ý lạnh lẽo cùng nổi giận. Tiêu Viêm híp mắt nhìn về phía Hoàng Tuyền tôn giả ôm quyền nói: "Tài hạ đã hoàn thành ước định, cáo từ." Nói rồi hắn xoay người muốn dẫn Lâm Diễm rời đi. Ngay khi Tiêu Viêm xoay người đi được chừng 10 bước, một tiếng ho khan đột nhiên vang lên từ phía Vương Trần. "Ha ha, thật sự không nghĩ tới, ngắn ngủi có 3 tháng ngươi đã tiến vào Đấu Tông. Xem ra ở trong Thiên Sơn Huyết Đàm được lợi nhiều nhất là ngươi. Ngươi nói có đúng không, Tiêu Viêm?" Tiêu Viêm chính là tên Tiêu Viêm có xích mích với Phong Lôi Các, chính là tên Tiêu Viêm đã mạnh mẽ phá vỡ cựu thiên lôi ngục trận của tam đại trưởng lão Phong Lôi Các, hơn nữa còn thoát khỏi tay Phí Thiên. Dưới sàn đấu, vô số người trong giấy mắt đều lại trợn mắt há hốc mồm lên. Ai cũng không ngờ tới, người trẻ tuổi xa lạ đánh bại Vương Trần kia, tự nhiên đó lại là Tiêu Viêm đã gây nên sự ồn ào huyên náo ở Bắc Vực. Hơn nữa, điều làm cho bọn họ khó tin nhất là người này biết rõ hiềm khích với Phong Lôi Các mà còn dám đến đây. Cái này là tự chui đầu vào lưới sao? Đôi mắt đẹp của Phượng Thanh Nhi cũng dừng lại ở Tiêu Viêm, khóe môi cũng là chậm rãi hiện ra một đường cong rất rõ, mơ hồ để lộ ra một tia lạnh ý cùng với cao ngạo. Đối với người này, nàng cũng là muốn chân chính đánh nhau một lần để có thể vãn hồi lại thanh danh của Phong Lôi Các, chỉ đáng tiếc là không có cơ hội. Lúc mà đám người ở dưới ồ lên một tiếng, đám người Lô Tôn giả ngồi trên ghế cũng là có chút ngần ngừ. Một lát sau cũng lại chậm rãi phục hồi tinh thần lại, hướng sang bên cạnh hỏi: "Phí Thiên, đó là tên Tiêu Viêm kia sao?" Nắm chặt áo bào trong tay, Phí Thiên bước lên 2 bước, ánh mắt âm trầm nhìn vào Tiêu Viêm trong sân, thanh âm lạnh lùng hỏi: "Tiểu tử, trên mặt người đang mang cái gì đó, gỡ bỏ xuống cho bổn tọa." Dưới cái nhìn chăm chú của vô số ánh mắt kia, ánh mắt của Tiêu Viêm cũng có chút âm trầm. Hắn không nghĩ tới việc lại bị Vương Trần nhận ra, nghĩ lại chắc là do dị hỏa. Ánh mắt lạnh lẽo của Tiêu Viêm lướt qua khuôn mặt đang cười cười của Vương Trần, chờ có một bóng ảnh lướt đến sau thân người. Lâm Diễm cầm trường thương trong tay, sắc mặt ngưng trọng xuất hiện ở bên cạnh, trầm giọng nói: "Muốn hay không xông ra?" Tiêu Viêm hơi hơi lắc đầu, thấy thực lực của hai người bọn họ, nếu như xông ra, sợ rằng xác suất vô cùng thấp. "Cứ giao cho ta." Vất tay, Tiêu Viêm chậm rãi ngẩng đầu, chờ cười lạnh một tiếng, bàn tay đặt ở trên khuôn mặt, lấy cái mặt nạ bằng da xuống, lộ ra khuôn mặt thật của Tiêu Viêm. Nếu như đã che giấu không được, tự nhiên cũng không cần che giấu nữa. "Như thế nào? Phí Thiên các chủ lại muốn ra tay với ta nữa ư?" Nhìn thấy được khuôn mặt của Tiêu Viêm mà mình đã dị thường khác sâu trong trí nhớ của mình, sắc mặt của Phí Thiên đã rốt cuộc âm lãnh hoàn toàn, từ yết hậu phát ra tiếng cười rống giận, thân hình khẽ động, từng tiếng sấm vang lên, thân hình đột ngột tiêu tán đi. Thân thể vừa khẽ động, thân ảnh của Phí Thiên như quỷ dị xuất hiện ở phía sau, một chảo lượn lờ lôi quang đưa ra, mạnh mẽ đánh vào lồng ngực của Tiêu Viêm, chỉ đáng tiếc không hề có dính máu tươi. Tàn ảnh, cánh tay chấn động, đạo tàn ảnh này vỡ ra, Phí Thiên chậm rãi xoay người. Ánh mắt âm hàn nhìn vào Tiêu Viêm đang trôi nổi trên không trung cách đó mấy trượng, cười lạnh nói: "Mấy tháng không gặp, thực lực đã tình tiến không ít, khó trách lại kiêu ngạo như vậy. Phong Lôi Các không hơn gì việc lấy già hiếp trẻ, lấy đồng hiếp ít khi chiến đấu." Tiêu Viêm ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Phí Thiên, đột nhiên cười, ánh mắt đưa lên, trực tiếp nhìn khuôn mặt không cảm xúc của Lô Tôn giả đang ngồi phía trên ghế, cười nói: "Lô Tôn giả, nếu cảm thấy thật quả tiểu tử có đại cừu với Phong Lôi Các như lời người nói, sao không chính mình động thủ, lấy thực lực cảnh giới đấu tôn của người, tiểu tử tất nhiên không phải là đối thủ, cần gì phải phiền toái." Tiêu Viêm vừa nói xong, trực tiếp làm cho đám người ở ngoài phải ồ lên, không ít người cảm thấy Tiêu Viêm có bị sao hay không, người này lúc này đây còn dám khiêu khích với Lô Tôn giả. "Không cần trước mặt bổn tôn mà làm trò xiết này, cầm giữ ngươi, còn không cần đến lượt bản tôn ra tay." Ánh mắt thản nhiên nhìn Tiêu Viêm chăm chú, âm thanh của Lô Tôn giả cũng không tạo ra dao động quá to lớn. Tiêu Viêm chậm rãi lắc đầu, giờ phút này đang ở trên lôi sơn, hơn nữa còn là tổng bộ của Phong Lôi Các, muốn đào thoát nói còn dễ hơn làm. Suy nghĩ trong chốc lát, ánh mắt của Tiêu Viêm hơi hơi trông về phía xa, cuối cùng dừng lại trên người Phong Tôn giả mặc áo xanh tiêu sái ngồi trên ghế, lập tức hít sâu một hơi, ôm quyền trầm giọng nói: "Phong Tôn giả, tiểu tử muốn mời người xem một vật." Tới đây thì cũng tạm thời kết thúc nội dung của tập 103 của Đấu Phá Thương Khung rồi. Các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký kênh của mình để nhận thông báo cho tập 104 vào lúc 18:30 vào ngày mai nha. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.